Chào các bạn đã đến với bài số 31 trong khóa học SQL căn bản. Bài số 31 này chúng ta sẽ học về khóa chính Primary Key. Vậy Primary Key dùng để làm gì và nó là cái gì? Thì Primary Key nó là một cái cột hoặc là một nhóm cái cột. Tức là ở đây chúng ta có thể là dùng Primary Key với một hoặc nhiều cột được gọi là khóa chính. Primary là chính, key là khóa và nó là một cái định danh duy nhất cho mỗi một dòng trong bảng. Cái này thì các bạn sẽ liên hệ với thực tế. Khi các bạn muốn ví dụ một danh sách lớp thì các bạn có sẽ có rất nhiều người, nếu định danh là tên tên riêng của người đấy thì có thể là sẽ trùng nhau, Nguyễn Văn A, rất nhiều người trùng nhau, hoặc là ngày sinh cũng có thể trùng, nhưng mà các bạn gán cho họ một cái mã sinh viên thì cái mã đấy có do các bạn quản lý và các bạn tự sinh ra thì nó cũng không thể trùng được. Thì các bạn để đảm bảo cái đấy, cái giá trị của cái khóa đấy, của cái cột đấy không thể trùng nhau với mỗi một dòng. Thì đấy là cái chức năng của khóa chính. Và các bạn muốn tạo khóa chính thì các bạn phải định nghĩa với một từ khóa primary key, và đương nhiên nó sẽ tạo ra một cái ràng buộc, có nghĩa cái constraint, có nghĩa là primary key khi bạn tạo hoặc sửa bảng thì nó đều có một cái ràng buộc đấy. Khái niệm ràng buộc này nó là một các cái quy tắc áp dụng lên cái bảng hoặc cái cột để nó tuân theo một cái quy tắc nào đấy. Thì cái này chúng ta sẽ nói sâu vào trong cái lát nữa, chúng ta sẽ nói cái quy tắc. Khi một cột được sử dụng là khóa chính thì nó được khi nhiều cột thì nó được sử dụng làm khóa chính, làm một khóa chính duy nhất thì nó gọi là composite primary key, tức là một khóa chính mà có nhiều cột. Và trong cái thiết kế của composite primary key thì bạn phải sử dụng một vài cột, có thể một vài cột nếu có thể. Và theo performance thì càng ít dữ liệu cho khóa chính thì càng tốt. Ví dụ như là mã sinh viên chúng ta có thể để là ví dụ ST01, ST02 đấy, chứ chúng ta không cần phải là kết hợp giữa nhiều mà vừa mã vừa tên vừa tuổi thì nó sẽ không cần thiết và nó sẽ giảm một performance, bởi vì là cái performance của chúng ta sẽ tỷ lệ nghịch với lại cái dữ liệu của khóa chính. Và đây chúng ta nhớ các cái quy tắc để nó đảm bảo được cái dữ liệu khóa chính khi mà cái ràng buộc đến được tạo, tức là nó sẽ phải đảm bảo cái sự toàn vẹn thực thể của bảng. Ở cái sự toàn vẹn dữ liệu này thì chúng ta sẽ học ở trong cái bài học liên quan đến toàn vẹn dữ liệu. Nhưng mà cái toàn vẹn dữ liệu này chúng ta nghĩ là chúng ta đảm bảo rằng cái dữ liệu đấy nó được đúng đắn với trong cơ sở dữ liệu, và cái dữ liệu của khóa chính luôn luôn là duy nhất trong bảng. Dữ liệu khóa chính không thể được dài hơn, nhiều hơn 900 byte. Đây là cái quy định của SQL thôi. Và một khóa chính thì không thể null được, giá trị khóa chính không thể null được, bắt buộc phải có giá trị. Và nó có thể nó không thể được trùng dữ liệu. Và một bảng thì chỉ có một khóa chính thôi, một ràng buộc khóa chính. Các bạn phân biệt giữa một ràng buộc khóa chính và nhiều cột. Nhiều cột làm một khóa chính nhưng mà vẫn chỉ có một khóa chính thôi. Đó chính là cái vấn đề các bạn cần nhớ ở đây. Thì chúng ta sẽ giúp cho cái truy xuất bảng của chúng ta nhanh hơn, bởi vì là nó sẽ duy nhất. Khi mà chúng ta muốn tìm ra một bản key duy nhất thì chúng ta chỉ cần tìm theo khóa chính thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ ví dụ ở đây có bốn cái ví dụ. Chúng ta sẽ làm tạo ra một cái khóa chính với một cột, khóa chính với nhiều cột, chỉnh sửa khóa chính, loại bỏ khóa chính, ràng buộc. Thì cái constraint này thì chính là cái các bạn phải hiểu, bởi vì từ bài 31 đến bài 38 chúng ta sẽ học về tất cả các loại ràng buộc ở trong khóa chính, và primary key là một loại ràng buộc đầu tiên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tạo một cái table. Ở trong này tạo cơ sở dữ liệu thì chúng ta tạo rồi. Bây giờ chúng ta ví dụ đây chúng ta sẽ create một cái table có tên là student, đúng không? Cái mã sinh viên này, cái sinh viên này chúng ta sẽ đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái thông tin. Đầu tiên ví dụ như là name là lưu thông tin của học viên, ví dụ tuổi, lưu tuổi kiểu in, kiểu số, rồi là ngày nhập học, join date đó, date time. Đấy, chúng ta đại diện ra ba cái này. Thế nhưng mà bây giờ ba cái này nó cũng không là trường nào nó có thể, tuổi nó có thể trong lớp có thể trùng nhau, tên có thể trùng nhau, ngày join có thể trùng nhau. Vậy chúng ta lấy cái gì để chúng ta biết là chúng ta lấy ra một cái gì để chúng ta để định danh được một sinh viên, trong đó trong một lớp có rất nhiều sinh viên trùng thông tin nhau như vậy, thì chúng ta sẽ thêm một cái trường student ID.
Đó. Cái này chúng ta có thể để kiểu bất cứ kiểu gì, tuy nhiên nó phải là duy nhất. Và đây ví dụ mình để kiểu in là kiểu số. Và khi mà các bạn tạo ra như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó không phải là chưa tạo ràng buộc. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm từ khóa primary key. Cái từ khóa này chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã dùng ở trong các cái bài trước, nhưng mà bài này chúng ta mới tìm hiểu sâu về nó. Chúng ta create một cái, thì bạn nhìn thấy là nó sẽ sinh ra một cái bảng, bảng student. Và bảng student này nó có trong con trên này, các bạn nhìn, con trên bạn mở đây, nó có một cái chìa khóa key ở đây là một cái khóa chính. Thì vậy thì cái này nó sẽ luôn luôn là not null. Đấy, thì nó sinh ra cái khóa chính như vậy. Thì nếu các bạn insert hai bản ghi mà cùng ID là một, nó sẽ báo lỗi ngay, vì nó cái ràng buộc này nó sẽ đảm bảo cho dữ liệu của bảng này không thể trùng nhau với code ID được. Đấy chính là một cái tạo một cái khóa chính với nhiều mỗi một cột. Bản thân chúng ta không nhìn thấy constraint bởi vì đây nó là một constraint đặc biệt, nó sẽ là một cái key. Thì đây chính là tên của nó toàn cục ở trong cơ sở dữ liệu. Tên này nó sẽ được tạo mặc định. Nếu chúng ta không tạo bằng câu lệnh SQL thì nó sẽ tạo mặc định cho chúng ta một cái key, một khóa chính. Bây giờ chúng ta muốn loại bỏ cái khóa chính đi đi, chúng ta muốn xóa đi, chúng ta chỉ cần là after table student, chúng ta sẽ drop drop primary key. Sau đó chúng ta drop đến cái constraint. Bây giờ chúng ta sẽ drop nó ở đây. Chúng ta sẽ drop the constraint không có constraint. Tên của constraint đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta F2 một cái, chúng ta copy được cái tên này, chúng ta sẽ xóa nó. Vậy lập tức chúng ta refresh cái này thì cái key nó đã mất. Vậy chúng ta đã xóa cái constraint này với một cái tên mặc định của user, của hệ thống sinh ra. Bây giờ chúng ta lại muốn thêm một cái constraint khác mà chúng ta muốn đặt tên. Chúng ta muốn đặt tên cho nó với nhiều cột. Ở đây chúng ví dụ với ID chúng ta muốn thêm một cái chúng ta tạo một cái khóa chính với cái ID là bao gồm hai cột là student ID và name. Chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ outer table student. Bây giờ chúng ta sẽ add một cái constraint. Add một cái constraint và tên của constraint đấy, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ đặt là PK, ví dụ đây là tiền tố PK là primary key, và chúng ta đặt cho một cái tên student, tên cột luôn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ định danh được nó, hoặc là chúng ta chuẩn nữa thì chúng ta sẽ student ID. Thế như này thì chúng ta sẽ khống chế được cái tên đấy và từ khóa primary key bao gồm những cái cột nào, cột student ID và cột name. Đấy, tức là câu lệnh này chúng ta tạo ra một cái khóa chính tên là như thế này, gồm hai cái cột này tạo thành. Không thể tạo primary key với nullable. Chỗ này câu lệnh này nó báo là cái name này nó là nullable. Cho nên là nó không tạo được. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải alter cái table này để chúng ta cho nốt null vào. Vậy chúng ta sẽ là alter table student enter column đúng không? Name nvacha 50 not null. Đó, thì câu lệnh này chúng ta sẽ là tạo ra sửa cái cột name này thành not null. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy là refresh đây. Chúng ta sẽ thấy là name nó sẽ not null, thì not null thì nó mới cấu thành được làm khóa chính, mà null không thể làm khóa chính được. Thì chúng ta sẽ thêm cái này thì lập tức khóa chính của chúng ta sẽ bao gồm hai trường. Và cái key này chúng ta refresh, chúng ta cũng thấy là nó sẽ có tạo ra cái tên mà chúng ta vừa mới tạo xong. Thì đấy chính là cái cách tạo khóa chính. Thì đương nhiên là tạo khóa chính rồi, thì nếu mà cái khóa chính này mà nó lại tạo thành hai cột thì phải là cặp hai giá trị này không được trùng nhau. Ví dụ student ID là 1, name là A. Với cái thứ hai là 2, student ID là 2, name là A, cũng không trùng nhau. Nhưng 1 và A, hai cái cặp này phải duy nhất. Cái cặp này phải duy nhất giữa hai cái trường này. Tương tự như vậy, nếu ba cột làm khóa chính, bốn cột làm khóa chính thì chỉ cần tổ hợp nó duy nhất là được. Đấy chính là cái khóa chính mà các bạn sẽ cần dùng đến. Và khóa chính này
nó sẽ giúp cho cái bảng của chúng ta nó có tính định danh cho từng dòng mà chúng ta có thể xác định được một dòng duy nhất. Nếu một cái bảng mà không có khóa chính thì nó bảng này nó gọi là một cái đống dữ liệu, một cái heap. Như vậy thì nó sẽ không không đảm bảo là cái chúng ta muốn truy xuất ra một dòng duy nhất chúng ta có dùng cái tiêu chí nào. Người ta không biết dùng tiêu chí nào để chúng ta truy xuất ra dữ liệu duy nhất của một dòng duy nhất đấy chính là cái nguyên nhân của chúng ta sinh ra cái primary key này. Thì đấy chính là trong quá trình chúng ta làm dự án thì bảng nào thường chúng ta sẽ có khóa chính để chúng ta định danh được nó và truy vấn được nó, sửa được nó. Sửa một dòng duy nhất thì phải có khóa chính thì mới chúng ta biết được sửa cái dòng nào để chúng ta đảm bảo được nó duy nhất đó.